chào buổi sáng mọi người. Mọi người khỏe không? Hôm nay gia đình mình khỏe lên được chút xíu rồi. Hôm nay mấy bạn nhỏ được đi đâu nè? Hey, hey. Handball là con chào mọi người chưa? Dạ, giỏi quá à. Vô mùa thu rồi đó mọi người. Là cái mùa thu là bắt đầu vô mấy cái môn thể thao cho mấy đứa nít á. Thì năm ngoái mấy đứa nhỏ nhà mình nó được chơi trượt băng nè, thể dục dụng cụ nè, nó thử đá banh nhưng mà nó không thích đá banh. Thì năm nay tới tuổi rồi thì Sophia với Yuria được thử cái bóng ném. Thì hôm nay mình sẽ đi là cái ngày đầu tiên đi thử cái bóng ném. Người ta sẽ cho mình thử 2 tuần là 2 ngày á. Tại vì cuối tuần mình mới được tập. Thì nếu mà Sophia với Yuria nó mà thích á thì mình sẽ đóng tiền và sẽ cho tụi nó đi học hết nguyên một cái mùa thu và mùa đông. Chị Hai với chị Ba hào hứng không? Thấy vui không? Lên tên đi thi handball. Sáng sớm ngủ dậy á mọi người là hả? Cứ kêu má 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 lẹ lên ăn sáng cho nhanh nhanh lên để chuẩn bị đi. Hôm nay cuối tuần á cho nên đường phố nó vắng lắm, không có xe nhiều. Giờ này á là 11 giờ trưa rồi đó mọi người. Mà hôm nay trời xấu lắm, trời chuẩn bị mưa cho nên nó tối thui giờ mọi người thấy không, mây mù văng kín đầy hết trơn á. Trời vô thu rồi nè, mấy cái cây nó vàng lá hết trơn này. Nó chuẩn bị chắc khoảng 1-2 tuần nữa gì đó là mấy cái cây là nó ra vàng hết luôn á. Rồi những có những cái cây lá đỏ thì nó sẽ đỏ hết cả một bầu trời. Ở đây là trung tâm của Udvala nè, nhưng mà bữa nay cuối tuần giờ trung tâm nó mở cửa rất là trễ, khoảng 11-12 giờ trưa nó mới mở cửa. Giờ này còn sớm cho nên không có nhiều người. Trời ơi đông quá trời đông luôn á mọi người. Hôm nay là cái ngày mấy đứa em bé này nó được thử nè, cho nên rất là đông. Cái sân này cũng khá là to nha. Mới đầu mình tưởng là nó nhỏ lắm, ở nhà đâu trời nó cũng to lắm á. Cho mấy bạn nhỏ này chạy ngày hôm nay là coi như là sung sướng luôn á. Trời ơi Yuria nó còn khoái hơn chị Hai chị Ba nữa. Chị Ba vô cái chị Ba dạng lắm, chị Ba cầm chiếc banh ra chị Ba chơi thử liền. Chị Hai thì lớn rồi biết bắt cỡ rồi. Đi chơi đi, đụng đi con. Chị Hai này mắc cỡ gì? Mấy bạn lớn kia giỏi quá, thử được mấy lần rồi kìa. Giỏi hay là giỏi. Ơ, dạ. Khoái quá luôn rồi, rồi Alice khoái quá rồi. Anh Mít đó, anh kêu Sophia Yuria chơi gần gần ở đây đi, để con Alice nó đứng gần gần ở đây nó chơi. Tại vì mấy đứa em bé lớn kia nó chơi, nhiều khi nó chạy xoay xoay qua không có thấy té đụng Alice nữa. Tụi mình hôm nay đến sớm á mọi người, cái lớp học này 11 giờ trưa nó mới bắt đầu mà đến sớm 35 phút cho nên mấy cô giáo mới kêu là tụi mình tự đứng ở đây tự làm nóng người lên trước khi cái lớp học bắt đầu. Rồi chị Hai tưng bóng đi, Hai tưng bóng đi. Passa, passa,
Ngày hôm nay là cái bữa học đầu tiên cho những bé mà khoảng từ 4 tuổi cho đến 7 tuổi. Thì trong cái nhóm này thì cũng có khoảng 1-2 bé là đã học từ năm ngoái rồi. Cho nên các bé đã biết. Còn lại một số thì không biết phải làm cái gì cho nên khá là nóng ngóng. Thì thầy giáo, cô giáo phải chỉ và nói những bé này phải làm như thế nào. Cũng giống như Sophia, nó không biết làm gì hết trơn, nó cũng đứng khá là nóng ngóng. Bây giờ cô giáo truyền cho cái banh đó, mà ném cái banh đi đâu không mà không biết ném vào khung thành. Thì ở bên Thụy Điển này á mọi người, những cái môn thể thao yêu thích của người Thụy Điển á bao gồm nó có bóng đá nè, hockey là cái môn khá là nổi tiếng ở Bắc Âu nha, và ở bên Mỹ. Cái thứ ba nữa là bóng ném thì đội tuyển nữ của Thụy Điển thi đấu khá là hay và giành được rất là nhiều huy chương vàng. Ôi chị ba chụp được cái banh này nè, chuẩn bị coi chị ba có ném vào được khung thành hay không. Vô. Ôi ném cũng khá chính xác nha, nhưng mà lực khá là nhẹ. Hey. Tới giờ ăn trưa rồi mọi người ơi. Nãy giờ tụi nhỏ đi tập bóng ném á, nó đói rồi. Bây giờ nó đòi vô trong IKEA ăn thịt viên. Với lại mình sẵn vô trong đây để đi mua một số ít đồ với lại đi chợ luôn. Đây nè, thịt viên tới rồi. Mời mọi người cùng ăn trưa với gia đình mình nha. Julia con ăn thịt viên luôn hả? Xếp quà lá luôn hả? Cái này của anh Mít. Anh Mít anh ăn với lại khoai tây luộc. Còn mình thì ăn với lại khoai tây nghiền. Đây là cái món đặc sản của Thụy Điển đó mọi người. Thịt viên ăn với lại mứt. Rất là ngon nha. Nó đói bụng quá trời luôn nè. Em cứ mít kia. Đấy. Vô. Mời mọi người cùng ăn. Đây gồm đó sợ. Tụi nó Sophia nó ăn cũng khoai tây nghiền, còn Julia thì ăn khoai tây chiên. Hai chị em chia nhau ăn phải không? Đây má ma đút cho ăn cho nè. Đói bụng quá rồi. Tiên trả muốn nước à, nè ngồi xuống. Trời ơi nó khát nước coi kìa. Ngon không chị hai chị ba? Đói bụng rồi phải không? Đi chơi về nãy giờ nhảy quá trời luôn mà. Đói rồi. Ăn lẹ lẹ lên rồi xong rồi mình đi chợ nha. Trời ơi nó ăn nhanh trong vòng một nốt nhạc luôn. 6 cục thịt bình thường ở nhà nó ăn á hả, 1 tiếng đồng hồ mới xong. Mà bây giờ đi ra đây ngồi ăn kìa. Mới đây Julia nó chỉ còn có 2 cục à. Chị hai còn lại 3 cục. Chị hai ăn lâu quá nha chị hai nha. Cái này á hả, cái này là muối. Ờ à. Sữa. Nè. Hồi nãy Alice nó mới bị té đó cô chú ơi, nó té nè. Dập cái mặt nè. Cái đầu sưng một cục luôn. Hồi nãy đi á mấy người mấy bạn lớn mấy anh chị lớn á. Con ăn. Trời ơi nó bóc đậu nó ăn. Nãy mấy anh chị lớn đang nhảy chạy vậy nè, bả chạy tưng 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 phía sau xong người ta không thấy. Đụng một phát một té đập cái mặt. Ôi ăn đi. Chị hai ăn kiểu mới nha. Chị hai lấy khoai tây chiên, chị hai chấm vào trong cái khoai tây nghiền. Ăn với sốt. Ăn nghiền ngon phải không? Đói bụng phải không?
Julia nó ăn hết rồi, nó sinh thêm sắp bù lá nữa nè. Ba bà nó mới cho nó 2 viên nữa nè, mà nó ăn hết sạch rồi kìa. Mắc cái này đó. Đây là sữa. Alice uống sữa đi. Bữa nay chị Hai giỏi dữ vậy ta. Bữa nay chị Hai ăn quá trời nhanh luôn, ăn cho xong rồi bây giờ tới chị Hai ăn trắng miệng. Chị Hai đang ăn cái bánh cheesecake dâu nè. Rồi chị Hai còn được ăn kem nữa. Quá trời ngon luôn. Ở Yuga nó ăn hết vậy kem. Anh Mít ở bên này anh ăn cái bánh này là bánh táo. Đó, cái bánh táo với lại cái vani sauce. Anh ăn hết rồi kìa. Alice thử cái cheesecake. Alice cũng giỏi nữa nè, Alice cũng ăn hết nguyên một cái dĩa đồ ăn rồi, xong rồi uống nguyên một cái ly sữa luôn. Alice giỏi. Cảm ơn con. Lúc tôi ăn kem nữa ăn mình đi con. Rồi qua đút cho Alice ăn nữa. Chị Hai tình cảm lắm nè, chị Hai ăn gì chị Hai cũng chia cho em, chia cho mẹ hết ha. Kìa, kem kìa. Cảm ơn chị Hai đi, tắt chị Hai đi. Rồi thương chị Hai lắm á, chị Hai tình cảm. Ai gió chắc anh mất anh đi lấy cà phê cho mình. Rồi chị Ba nè, chị Ba còn em bé lắm, chị Ba ăn hết rồi, ăn hết cây cà lem mình luôn rồi, chị Ba không có chia cho ai hết trơn á. Thấy không? Một cây chị Ba ăn còn không đủ nữa mà chị Ba chia cho ai? Ele. Đấy, cái mặt nó là kìa, nó giả bộ giống như nó không nghe thấy gì á. Chị Hai nói là chị Hai ăn cái kem này chị Hai để dành cho Alice, cho nên bởi vì chị Hai mới ăn chậm chậm từ từ vậy đó, cho Alice ăn chung. Rồi yêu em á chị Hai. Chị Ba nói là nếu mà hả Julia nó không chọc chị Hai nói nếu mà Julia nó không chọc chị Hai là chị Hai cũng thương giống như là thương em Alice vậy đó. Chị Ba nói hồi nãy là Julia nó chia cái khoai tây chiên cho chị Hai, cho nên chị Hai cũng chia lại cái khoai tây nghiền cho Julia, hai chị em ăn chung nhau ngon lắm. Tình thương mến thương quá à, ngoan như vậy nó mai mới thương mới yêu biết không. Chị Hai đút cho em ăn hoài hết nguyên cây luôn rồi. Alice ăn hết nguyên cây của con luôn rồi. Anh mới đánh em nguyên một cái ly cà phê quá trời luôn, đầy nhóc như vậy nè mọi người. Rồi uống cái ly cà phê này xong là tối nay khỏi ngủ luôn á. Cái bánh cheesecake ngon không chị Hai? Dạ ngon, nhìn nó hấp dẫn quá ha. Ôi ơi, sao con ăn con ngóc cái trên con ăn không vậy, con phải ăn từ trên xuống dưới con mấy. Nguyên cái miếng nó bự. Dạ, mấy mai hiểu rồi. Cái miếng nó bự quá, cầm nó bị rớt xuống, phải không? Dạ. Lấy cái dao nè, cái dao cái bên nè. Nhìn nó đã. Nguyên cái miếng dâu này nó bự quá mà. Nó chia nó ra như vậy. À đút mẹ hả? Ôi trời ơi, cảm ơn chị Hai. Thương chị Hai lắm á. Không có đây. Cán đập chưa Hùng á. Ôi trời ơi, nước miếng không hả? Trời ơi, dính bánh nước miếng không à. Trời ơi, đi từ sáng tới giờ luôn á mọi người. 10 giờ sáng bây giờ về tới nhà là 6 giờ chiều rồi. À, làm biếng nấu đồ ăn quá thì đi mua ra cái sườn ở trong chợ đó, nó nướng sẵn rồi đó, thì đem về nướng ở trong cái lò nướng thôi, nướng cho nó ấm, cho nó nóng lại. Còn cái này là mấy cái rau củ khoai tây rồi đó, mình bỏ vô trong đây mình đút lò ăn cho nó nhanh. Rồi, bây giờ tranh thủ cho tụi nhỏ ăn xong rồi đi ngủ, bây giờ 6 mấy 7 giờ tối rồi. Mokka legu. Đấy là gu ria biển quá. Cái bữa nay mua cái này trong cái chợ này là mình thử mua trong cái chợ mới á mọi người.
Hôm nay nó nướng rất là ngon, cái sườn vừa ăn nó không có mặn mà nó có cái mật ong á, nó mặn mặn ngọt ngọt ngon. Julia nó cắn nè. Chị Hai ăn thấy ngon không? Dạ ngon. Ừ, chị Hai gặm hết nguyên một cái cục xương rồi kìa. Giỏi quá trời giỏi luôn à. Đói bụng rồi phải không? Đi chạy từ sáng tới giờ mà. Chạy quá trời chạy mà. Alice. Ầm đi con. Ầm nha. À, Alice ăn cái này dai đó hả? Cái này dai quá thì con bỏ ra đi. Con ăn cái thịt nè. Con ăn cái thịt đi. Đúng rồi. Ừ, ăn bằng muỗng bằng nĩa đó, không có chịu ăn nào bóc tay như vậy á. Ăn đó thì chỉ ăn thấy ngon lành luôn á. Ok mọi người, clip của mình cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Alice bye bye đi. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Mi gió. Yeah. Ai ngon chi? Một lần nữa. Ai ngon chi?